Em to đi tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay là chúng em lại tiếp tục kiểm tra mủ ong chúa lở chưa, mà chúng em cắt nụ chúa ghép vào một cái ổ mới mất chúa các bạn nhé. Hôm qua em mới bỏ một chúa già đi rồi, đem thay chúa mới, chúa non các bạn nhé. Xin xin quý anh chị cùng xem và nhớ ủng hộ kênh của to đi tiến nhé. Thấy hay thì hãy chia sẻ video này lên cho nhiều người cùng xem ạ. Để nhiều hả? Đấy, thì hôm qua anh nói mở rồi, nó nở rồi phải không? Mất rồi phải không? Thì nở thì tốt cái gì đâu mà xem chúa đấy ra thôi, thôi nhưng kệ đấy chứ. Chúa mới mới nở xong các bạn nhé, ổ này thì chúa mới nụ chúa non mới nở. Giờ tiếp tục bọn em sẽ kiểm tra cái nụ ong chúa khác để chúng em cắt đi nhé, cắt đi để chúng em ghép vào cái ổ đàn thay chúa già hôm qua. Quay cái này xong, cắt xong rồi thì em phát một cái trực tiếp trên kênh Tony Tiến nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị nào xem thì hãy hãy vào kênh của Tony Tiến xem, em sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể các bạn nhé. Rất mong quý anh chị xem và ủng hộ ạ. Bắt chú à, bắt nở quan đó phải không? Thế cũng được, tốt. Đây, anh đang đi vào bắt để nụ ong chúa non kia nở đi các bạn nhé. Đây ổ ong nó đây ạ, quý anh chị thấy này. Em sẽ cầm ra quý anh chị nhìn rõ hơn nhé. Đó, đây, quý anh chị nhìn rõ chưa? Em sẽ để bên đây cho quý anh chị nhìn cụ thể chi tiết hơn ạ. Cái này không phải có vướng anh trường đen không? Vướng trường đen, vướng anh trường đen không được, là chuyển qua đây quý anh chị nhá. Để anh trường đen anh cầm lên các bạn nhé. Chuyên gia về ong các bạn nhé. Anh này kỹ thuật về ong thì cũng dạng tay nghề khá của khu vực Đồng Hới các bạn ạ. Nên quý anh chị xem và nhớ ủng hộ nhé. Anh đang cầm khay này nè. Em zoom lên quý anh chị xem nhé. Để anh sẽ tìm cái ong cho ong chúa lon mới nở các bạn nhé. Anh nhìn xem ở đâu anh rút vào chọ giỏ, anh sẽ chuyển qua bên kia nhé. Thì để cái nụ ong chúa, không cần cắt nụ ong chúa này bỏ vào không? Thấy rồi không? Rồi anh đã nhìn thấy nụ ong chúa rồi các bạn ơi. Đó, đó anh cứ để đây, anh rút đi. Rồi anh cứ bắt đi, nhìn thấy bắt đi để bỏ vào đó để biết. À đó, chú non mới mở mà anh nhìn thấy đúng là cái nhìn cái đít nó to hơn và lông nó vàng hơn các bạn này. Để chơi thì em sẽ cầm cái giấy để tí em nhét vào trong các bạn nhé. Đây, chuyển cái máy này qua đây để quý anh chị nhìn thấy ạ. Máy anh tập thiêu là nó bốc 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 có tách đón nữa. Đi à? Đi nổi à? Nổi. Tách đàn mà con mủ kia đã chưa? Mày có hả? Thì nở đó bận. Con kia nó nở chưa? Tập có chưa? Mới nở một mủ đi. Mấy mồi nủ là con này thấy thấy cái mủ đấy nó nhường cho đi à? Mới nở ra được một ngày tuổi nữa, nó lại đi á, nó bay được chưa? Nó phải tập bay ấy chứ. Tập bay chưa mà nó đi được? Được rồi không? Chưa vào được. Đó, em zoom lên quý anh chị nhìn to hơn nhé, rõ hơn nhé. Mù ong chúa đang ở trong nhốt trong, có hai con không, có một con thôi. Nhìn đồng thoại bên ngoài nó bị chúa đóng nợ luôn. Thì nhìn cái nỗ nó ra chui ra rồi ấy. Là anh phân biệt cái nỗ chui ra rồi các bạn nhé. Thế cái này thì đơn giản là quý anh chị nhé. Anh sẽ bắt con chúa này, chúa nở ra rồi thì để đi đi sang bên ổ bên mất chúa các bạn nhé. Chưa chưa được. Đó lên này. Ong nó biết là con nụ chúa mới ra là nó biết mùi các bạn nhé. Đó là anh bắt chúa, con chúa non này nó hơi khó các bạn nhé, anh phải cẩn thận nhé. Em đứng hơi gần đấy cũng hơi nguy hiểm, anh quen chứ em chưa quen mùi ong đâu các bạn ạ. Được chưa? Lâu thế? Chui ra đó. Hả? Hả? Lọt ra. Nó ra rồi, đi hướng khác à? Đây bên đây không? Nghe nó rút kiếp hề. Nghe nó đám bên này. Rút vào trong, tôi nhìn thấy rút vào trong, giờ rút lại rút đâu nữa. Đó, nó to hơn đấy đúng đấy. Nó to chứ. Nó đi cứ rút vào trong các bạn nè. Chúa hay thiệt.
mình bắt cẩn thận nhé, cái chú non em chia sẻ với anh chị bắt cẩn thận nhé, chúng ta phải rốt vào đó chứ chúng ta mà bắt bằng tay là nó sẽ bị bể bụng, nó không đẻ trứng được đâu các bạn nhé. Mình hết sức cẩn thận bắt con chúa là phải hết cẩn thận ạ. Đấy mình nhốt ra phải thì con ong nó em con chúa nó tách đàn à, nó giãn ra, các bạn nghe thấy động nó giãn ra đó. Chúng ta phải cẩn thận cái con nào đó chưa có chưa được nó cứ nhẹ, nó con chú non nó khó thế. Để anh lại đi, em quay lại đi, để đây em đứng xích ra một chút, thế em thấy hơi hiện tượng nó hơi bị khó chịu rồi. Nó hơi khó chịu khắc nạ này các bạn nhé. Rồi em sẽ để đây cái máy, một máy để đó. Có những hiện tượng là nó đang quay mà máy nó kêu báo quá, âm thanh vừa mới nhìn xong giờ chịu đó, giờ đông quá em hai mặt bên kia rồi. Chú non mới đẻ ra thì nó cũng giúp, con này giúp khỏe thế cả. Cẩn thận cái này, vì làm cẩn thận quý chị nhìn thấy rồi mà chúng ta bắt bằng tay, không nên bắt bằng tay nhé. Chúng ta úp bằng giọ không để cho nó bò vào ạ. Con đực rồi, con đực. Chị nếm luôn. Dạ, chứ sợ nghe nó bay vào đầu. Nghe bay vào đầu sợ lắm quý chị ơi. Em chưa quen, anh quen nhé. Nó chúa nó ở trong cầu này rồi quý anh chị nhé, là chúng ta thì quan tâm đến cầu này thôi, mình nhìn kỹ lại thôi thì con chúa nó khác biệt hơn mấy con ong thợ các bạn nhé. Con chúa nó khác biệt hơn ạ. Rồi em sẽ xịt tốt một chút cho anh thợ lắm ạ. Mình zoom lên to quý anh chị nhé. À, to vậy quý anh chị nhìn thấy ạ. Và cần nó dài ra thì chúng ta nhìn thấy rõ đỡ hơn ạ. Rơi á, hay là bay á? Rơi ra đâu mà rơi? Vụ con đó con, vậy anh về em ăn. Mù mắt rơi ra mà rơi. Yêu, chúng ta mù ngựa. Cái bắt chúa này chúng ta phải nên phải kỹ càng và cẩn thận nhé các bạn nhé, để không có ảnh hưởng đến chúng ta lại mình lại mất một con chúa uổng các bạn nhé. Rúc đi thôi chứ sao mà ấy được. Đó, sợ là chúng ta không phân biệt là chúng ta bị mất quân các bạn nhé. Thì con này ra đi, nó ra chào đời rồi mà thấy có một con mủ chúa kia cũng chuẩn bị chào đời, nó phải đi thôi các bạn nhé. Chúng ta nói một đất nước không có thể hai vua được mà. Mà không để đó, để cắt cha nủ chúa đi anh Trường ơi. Hả? Cảm không được thì mất vắt vừa cắt mủ chúa chuẩn bị nở qua bên kia, mình cấy bên kia chứ mình làm vậy thì nghe không ấy quá, nghe tìm nó nhưng mà ảnh hưởng. Nếu mà qua hai cái cách nhớ bạn nhé, một cách là chúng ta bắt được con chúa thì qua bên kia này êm hơn để con chúa thì tự nở sau ạ. Mà không có thì chúng ta phải lấy con mủ chúa này đi ạ. Có hai cách như vậy ạ. Tôi theo em là cái cách đơn giản nhất là chúng ta thôi để con chúa này đi, nó khỏi ảnh hưởng đến nó đấy anh Trường. Chúng ta sẽ cắt cái mủ chúa đi thôi. Thì chúng ta không ảnh hưởng, để không ảnh hưởng đến chúng nhé. Hả? Bay nó về ổ đấy thôi, nhưng mà chúng ta cắt đi không được. Giờ cắt cái mủ đi. Nó bay ra nó bay về thôi. Nhiều lúc nó đông mình rút nó bay đi, mình không để ý được các bạn nhé. Mắt thường mình không để ý được, mình cứ để ý vào cái cầu thôi, mình không để ý những con bay ra. Vườn chú non này mới mở nở, không biết nó nở trong vòng, nó nở thì sáng sớm hay là nở đêm qua. Một là sáng sớm nay hoặc là đêm qua các bạn nhé. Nhưng nó phải tập bay, nó bay mới bay giỏi được chứ, chưa tập bay mà. Tập bay ra thụ tinh nữa các bạn nhé. 5 ngày nó, từ 5 ngày nó nở, 5 ngày sau đi thụ tinh các bạn nhé. Con chúa này nở ra khoảng 5 ngày sau đi thụ tinh ạ.
Giờ sao quyết định cắt không? Bắt cả mới khó không tìm ra được thì cắt đi chứ. Chắc ăn nhé. Bọn em dự tính em sẽ bắt con chúa đấy quý anh chị nhé. Bắt con chúa đấy sang để sang ổ bên kia. Hôm qua em bỏ thay con chúa già đi rồi đấy. Vứt em nhốt con chúa già đã chết rồi. Mình nhốt thì nó không cho ăn uống nó tự chết đấy các bạn nhé. Đói khát mà. Quân không cho uống nước. Không đói bụng nữa quý anh chị ạ. Là nó chết chứ không phải như là con người mình còn chịu được thời gian. Con ong thì tuổi thọ đời nó ngắn hơn con người các bạn nhé. Nhưng anh nhìn từ nãy giờ chưa thấy đâu, một là nó bay đi, hai là nó giúp ở trong cái đám quân nó bảo vệ đấy. Nó chưa phân biệt ra được ạ. Em đã kiểm tra cái video thôi thì cũng tránh video dài nè, bọn em đã kiểm tra được cái con chúa đã nở rồi các bạn nhé. Con ong chúa đã nở rồi thì bọn em sẽ làm cái video tiếp theo để em quay một cái video tiếp theo để cắt chúa, tránh cái video dài các bạn nhé. Rồi là cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé. Xin quý anh chị kiểm tra chúa đã màn chúa lở đã kết thúc. Xin quý anh chị xem và hãy tặng em Tony Tiến một like nhé. Quý anh chị nào chưa đã bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đoòng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.